Thấy bạn thấy cái điểm cầu đã chưa? Ở đây anh em ta móc lỗ sẵn, mình chỉ lợi xả mồi câu thôi. Chuyện có hay không cũng hên xui các bạn. Nên mình câu có thôi, mình đăng clip gửi đến các bạn xem. Đó, dài dài trên kia luôn. Thấy mê chưa? Đó, cái điểm này mình cũng đã câu rồi, nhưng mà nay quay lại các bạn, nay trúng con nước ương, nhìn mê quá, không biết có không. Rồi bắt đầu câu các bạn ơi. Đang rồi các bạn ơi. Chín nè, cá rô rồi. Cá rô ngon nha. Cá rô kéo cái phao không nổi. Đó, anh kia anh còn cá nó cong cong cái cần ấy, mê không? Thấy không, cong vòng cái cần luôn, cá này bự rồi các bạn. Cá bự đó, ăn nó đâm xuống rồi, cá tra nó vậy á. Cá này bự à. Cái cần mình nó ăn các bạn. Nó ăn rồi. Dính nè. Có. Cá rô bự. Dính nè. Rô các bạn ơi. Rô cũng bự nha. Nè, cái lỗ nó tràn cá rô không. Nó bự tim nhìn đã ghê các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, đúng nè, đúng nè. Rô nữa, hình như mình đi đâu mình câu hạp cá rô các bạn ơi. Cá rô quá à chừng luôn.
Thấy không? Cá rô đã ghê chưa? Tôi dính toàn là cá rô không. Lỗ này, mấy cái lỗ này hồi trước cá tra dữ lắm các bạn. Dính rồi các bạn ơi. Ồ, cá rô bự có lấy à, dướng rồi các bạn ơi, dướng cỏ rồi. Ồ, ồ đã không, đồ quá hấp luôn, thấy không, thấy cá rô chưa, quá đã. Ủa các bạn ơi, dính nè. Ủa cái gì đây? Ờ cá tra. Cá nhỏ các bạn ơi, cá nhỏ mình thả xuống để nó chết. Lỗ này sao quá, câu hên xui với cá nó quần móng quá, cá quần móng quá chịu không nổi các bạn ơi, buộc phải câu. Bỏ xuống lơ mơ nó ăn liền cho coi. Dính rồi các bạn ơi, dính rồi, dính rồi, cá lớn rồi. Ồ, cá tra. Cá tra nữa. Cá lứa lứa nhiều quá. Cá này mập ú luôn nha. Mấy con cá này mà mình có mình mà thả xuống các bạn, để xíu nó chết rồi. Cá này mập ghê không? Đó, ăn rồi các bạn ơi, đúng rồi đó. Đúng nè, đó cá rô rồi, cá rô bự rồi. Ồ cá tra. Cá tra nữa các bạn ơi. Đó, mấy ông này ở đâu rồi mà nhiều dữ. Cá nhỏ thả xuống tiếp. Tẩm. Rồi mình xin kết thúc clip các bạn ơi. Này câu cũng được mấy con, để đăng clip gửi đến các bạn xem.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.